tuổi Tuất, tuổi Sửu, tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Thân, cuộc sống hiện tại phải đánh đổi quá nhiều thứ, nhưng mất mát lớn nhất vẫn là chuyện gia đình, tình duyên không thuận, hiện tại giờ đây đang rất mệt mỏi khi phải đưa ra quyết định cố gắng bước tiếp hay là buông xuôi từ bỏ, cuộc sống nuốt ngược nước mắt vào trong, bao nhiêu cay đắng tủi nhục phải còng lưng mà gánh. Tử Vi nói rằng tháng 9 âm lịch tới đây, kể cả về nhân duyên hay cuộc sống hiện tại, thì các tuổi trên phải đưa ra được quyết định cho cuộc đời mình, lo cho người ước áo, ngoảnh lại thì mình là người ước lưng. Dù có là đau hay hận, dù có là buồn hay tủi, thì hãy thương bản thân mình trước đã, mình phải cứu mình trước đã thì mới cứu được người khác. Trong tháng 9 âm sắp tới, có nhiều chuyện đại sự cần phải lo, đang đứng ở ngã ba đường, phía trước là vực thẳm, phía sau là bóng tối, một người dựa dẫm cũng chẳng có, nơi để về thì toàn là áp lực, nhưng nhanh thôi, rồi cũng sẽ có quý nhân mở đường chỉ lối, rồi sẽ có thần tài chống lưng. Đừng bỏ cuộc, hãy ngẫm đi, vận trình của mình sắp tới sẽ thấy đúng, hãy sợ vận xui tại đây và chúc cho các bạn sắp tới cầu được ước thấy vạn sự cát tường.